cất hộ anh nhá, nhớ cất ở chỗ nào sẽ lấy. Vâng, là một người đi ô tô thì tôi thấy rằng là Việt Nam ta diện tích không đủ để lúc nào thể đi được, nên phải có những chiếc xe dự phòng. Và tất nhiên là tôi không tự dắt xe làm gì. Giới thiệu với các bạn hôm nay thì tôi sẽ review cho các bạn một mẫu xe e-scooter. Mẫu xe này thì có mức giá thị trường rơi vào khoảng 15 triệu. Thế nhưng vào ngày hôm nay đẹp trời, tôi sẽ bán phá giá cho mọi người chỉ tầm khoảng là 400 đô mà thôi vào ngày Black Friday. Và ta sẽ cùng xem chiếc xe này tại sao nó ngon đến mức nào mà mình bỏ không muốn đi ô tô nữa. Sợ quá. Đầu tiên ta sẽ đi một vòng để xem qua 4 tính năng của chiếc scooter mà mình đang có ở đây. Thứ nhất là nó có 3 chế độ lái. Ở chế độ bình thường là đạt tốc độ trung bình tầm khoảng 12 km/h. Chế độ gọi là cơ bản nhất thì được là khoảng 28 km/h. Và chế độ lái sport là 32 km/h. Rất là gì và này nọ. Thậm chí là giống như những chiếc ô tô, chiếc xe scooter này có cruise control. Lát tôi sẽ demo cho các bạn xem, cực kỳ chí mạng. Rồi, thiết kế của nó có thể bẻ cái đầu ra và lấy pin để mà sạc, rồi các bạn sẽ đem lên nhà để sạc, không cần phải sạc tại ổ bao gồm cả xe. 3 chế độ phanh, nó có phanh điện tử này, phanh chân khẩn cấp và như là phanh đĩa. Đấy, thấy không? Hiểu không? Và đây là một cái sản phẩm với tầm phân khúc giá của nó tầm khoảng 400 đô vào ngày Black Friday, thì các bạn sẽ truy cập vào link bên dưới mà xem. 400 đô này thì nó còn được trang bị công suất là 350W, tức nghĩa là rất là mạnh trong tầm giá, khi mà với các đối thủ cạnh tranh chỉ rơi tầm khoảng là 300 mà thôi. Bây giờ quay sang những cái khác. Ở cái phần ghi đông ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là có một màn hình hiển thị LED bao gồm là tốc độ, tuy nhiên nó hiển thị là mai chứ không hiển thị là km/h, mặc dù là có thể chỉnh sang được nhưng mà không biết chỉnh kiểu gì, phải lên một số forum mày mò mới ra được. Chỉnh thời lượng pin còn lại này, có các chế độ lái và lát mình sẽ chỉ các bạn xem chỉnh kiểu gì. Khung thì được làm từ hợp kim là nhôm và cũng như là nhựa với trọng lượng khoảng 13,5 kg, nên nó rất là nhẹ. À mà thôi, để lát nữa thằng khác vào diễn cho các bạn xem. Qua đường này. Sản phẩm của chúng ta thì có chiều cao tầm khoảng là 1m3, chiều dài của nó là 1m và bề ngang rơi tầm khoảng là 450mm là bao nhiêu cm. Nói chung là các bạn để chân chúng ta lên thì chiều dọc và ngang thì đều rất là cân đối. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy là nó có một cái gập, chính là chúng ta có thể bẻ cổ cái xe này xuống. Thế là hôm trước có một thằng rất là chí mạng, nó không chỉnh cái này làm cho mình đang đi tí thì sống mà quả giữa đường. Ui. Với khả năng lắp đặt rất là nhẹ nhàng và tiện gọn của chiếc xe này, thế thì di chuyển của nó thì như thế nào? Ở đây thì các bạn sẽ thấy là bên trên chúng ta sẽ có một cái phím menu. Nó sẽ chuyển qua giữa 3 chế độ lái, và nếu mà chuyển sang chữ D màu đỏ là chế độ Sport, có tốc độ lái cực kỳ là nhanh và cực kỳ là chóng mặt. Ngoài ra nếu chúng ta nháy đúp 2 lần thì nó sẽ cho phép bật đèn pha, không có đèn cốt. Đấy. Và nếu các bạn đi trong thành phố buổi tối, đèn này khá là sáng đấy, khi mà ở lại gần dễ làm cho người khác bị chói mắt. Và bấm giữ 3 giây sẽ giúp chúng ta có thể tắt đèn. Các lái của chiếc xe này rất là dễ, mọi người chỉ việc lên, sau đó chúng ta vặn ga thôi. Phải lấy đà đó các bạn. Đây thì cái cảm giác đầu tiên khi đi lên xe này là cái ga của nó khá là êm. Khi chúng ta vít một cái thì ở chế độ Sport cao nhất này nó vít cực kỳ là nhanh. Nó dễ làm cho những bạn nào mà lần đầu tiên được lái chiếc xe này dễ bị ngợp, bởi vì đơn giản là tốc độ của nó. Khi mà chúng ta không có một điểm tựa, bình thường đi xe máy chúng ta sẽ ngồi như này đúng không? Đó. Nhưng mà với cái xe này không có chỗ ngồi nên các bạn sẽ hơi giật mình. Lúc mà chúng ta đi một quãng đường rất là lâu, mình đã thử đi khoảng 45 phút và kết quả là mình bị đau lưng, bởi vì chúng ta không có chỗ ngồi, không có chỗ dựa, và khi lái cảm giác hơi trung chênh. Cái cảm giác đó là không có gì lạ khi mà mọi người đều đã là đang đi xe máy hay là xe đạp. Cái này thứ nhất là cái vùng kiểm soát các bạn nó sẽ nhỏ hơn, tốc độ của nó thì cũng lướt hơn, và bên cạnh đấy là chúng ta không có chỗ ngồi, và chân của mọi người thay vì để sang hai bên để cân bằng thì chân chúng ta sẽ trụ lại, bởi vậy nên mà cái tổng thể cái trục người chúng ta sẽ theo chiều dọc. Đặc biệt nữa là khi mà mọi người đi xuống những cái ổ gà hay là những cái mô cao lên ấy, thì cái chiếc xe này làm cho cảm giác hơi sợ, bởi vì sao, nó sẽ không có hệ thống là giảm sóc. Toàn bộ cái xe của chúng ta thì nó sẽ có một cái vành, vành của nó là kích thước lớn, lốp này là lốp không xăm và theo như nhà sản xuất còn công bố là nó bền như kiểu là lốp xe ô tô. Unbelievable, cái này thì chúng tôi chưa thể kiểm chứng, bởi vì đâu có điên tự nhiên để chọc thủng nó sau đem ra vá đúng không ạ. Thế nhưng trong trường hợp nếu mà bị thủng thì các bạn cũng đừng lo, bởi vì là Việt Nam thì lốp không xăm, không có gì lạ, có thể sửa được cái này một cách dễ dàng. Sau cái kình thì mình di chuyển của chiếc xe này thì mình có thể nhận xét là tốc độ trải nghiệm lái của nó thì ok, nhưng mà nó đem lại những cái hạn chế thì như mình đã nói rồi. Vậy cái sản phẩm này có thể dùng được bao lâu? Sau một lần sạc đầy của nó rơi tầm khoảng 4 đến 5 tiếng là các bạn sạc được full, thì chúng ta sẽ di chuyển trong tầm khoảng 20 cho đến 25 km.
Tại sao lại như thế? Bởi vì nó có phụ thuộc những quãng đường các bạn đi có đẹp hay không, có chỉnh tốc độ liên tục hay không. Cruise Control là một chế độ khá hay khi mọi người vít ga ở tầm khoảng 6 giây thì xe này tự động giữ chúng ta được cái tốc độ như thế và nó sẽ không thay đổi. Và khi các bạn vít lại một lần nữa thì nó sẽ trả ra cho chúng ta để kiểm soát lại từ đầu. Một chế độ Cruise Control hay có ở trên ô tô đó. Nhưng trên chiếc xe này cũng có rất là thú vị. Sản phẩm này thì có thể cân được là 125kg nhưng mà chỉ dành cho một người di chuyển, kể cả là một trẻ con các bạn đừng nên chở theo, bởi vì nó khá là kiểu là đem lại cái trở ngại và cũng như là lo lắng về cái độ an toàn. Mình đã có thử thì chiếc xe này có thể lên được dốc tầm khoảng là nghiêng 15 độ và các bạn không thể đi dốc quá cao hơn nữa đâu. Và lưu ý cho mình là sản phẩm này chỉ dành cho một người đi và lúc đó mình hiện tại cân nặng của mình tầm khoảng là 55kg. Vít con này max speed lên 32km/h là hoàn toàn có thể xảy ra được. Thế nhưng mà nếu các bạn mà béo hơn thì có thể là nó sẽ giảm ít hơn. Thân xe được hoàn thiện cực kỳ chắc chắn nên mặc dù đã có rất nặng đứng lên đây rồi nhưng mà không có vấn đề gì về độ méo móp hay là bị hỏng hay bị làm sao đấy. Tựu chung lại thì đây là một chiếc xe khá là thú vị, một chiếc scooter. Thế thì dành cho ai? Scooter là một sản phẩm mà cực kỳ phổ biến ở các nước phát triển và nó sẽ rất là phù hợp cho các bạn mà ở cái quãng đường mà không quá xa để mà phải đi xe máy. Mà chúng ta cũng là người ngại đi bộ, đặc biệt trong những cái khu đô thị như các bạn thấy đây. Đây là khu đô thị hoàn toàn là do mình thầu, hiện tại là mình chưa xây xong hết nhưng sau này mình dùng cái xe này tặng cho người mua chung cư ở đây để có thể đi lại một cách dễ dàng nhất. Và nó là một sản phẩm không phải ai cũng cần. Và người Việt Nam còn nói rằng với tiền này mua quét xe đạp mà đi đi. Thế nhưng nó là sản phẩm tuyệt vời cho những ai nhà vài hectare như mình chẳng hạn, đi lại từ nhà vệ sinh để mà sang phòng ngủ thôi cũng đã phải đi bằng cái xe này rồi. Và mình sẽ để link mô tả bên dưới về xe có mức giá là khoảng 400 đô, quanh quẩn khoảng hơn 8 triệu đồng. Một mức giá không hề đắt và thực sự là đây là một sản phẩm chất lượng nếu các bạn quyết định mua. Và các bạn nghĩ sao về nó? Hãy comment ý kiến bên dưới. Đã ai đã từng đi scooter chưa? E-scooter chưa? Hãy comment cho mình biết. Hẹn gặp lại bạn các video sau. Thứ nhất là... bực mình đấy nhở? Qua đi bạn ơi! Đang... bọn đi kiểu cà khịa.